Rồi, dạ hello Ngô Nguyễn, xin chào anh chị các bạn. Tôi chú quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại bên cửa hàng xe mới Văn Mạnh cho bà con anh chị mình theo dõi những cái mẫu xe ở đây. Sống nhà xe rất là nhiều rồi, cũng được bà con anh chị ủng hộ khá nhiều đó. Mà xe cộ về cũng nhiều nữa, để xem cái giá cả như thế nào bà con hen. Bà Văn Mạnh thì bà con có thể thấy được cái địa chỉ là nằm ở trên bảng hiệu nè. Khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hướng đi thì cũng từ đó khá là dễ bà con. Bên phải cửa hàng ra đâu đó thẳng cây số không tới đâu. Ngã ba Thái Lan, đó là mình ra hướng quốc lộ 51, ra phải đi về Đồng Nai, đi về Bình Dương, ra trái đi về ở Phú Mỹ cũng như đi về Bà Rịa, Vũng Tàu. Bây giờ mà bà con vô trong gặp chị chủ để báo giá với bà con trong hôm nay. Giờ coi có cái xe nào mà nó ngon ngon không, giá nó im im không mọi người ha. Dạ em cảm ơn nha. Ơi hello chị chủ. Chào anh. Tính là nay là 2 tuần rồi chị em mình mới gặp lại ha. Dạ. Xin chào cô chú anh chị, mình đến với kênh Ngô Nguyễn. Em là Huệ bên xe máy Văn Mạnh ạ. Hôm nay trở lại thì em thấy như nhà xe mình là trống nhiều rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Lần này thì cũng trộm phía được cô chú anh chị mình ủng hộ nhiều. Nên là hiện tại xe của em Huệ về là không kịp chọn nên để bán luôn. Nên là hiện tại nó hơi trống. Nhưng mà xe bên em Huệ vẫn về mỗi ngày nhá. Dạ. Dạ. Coi như địa chỉ đó, nãy giờ em cũng có quay sơ, em hướng dẫn đường đi á. Bên phải mình là ra hướng quốc lộ 51 ngã ba Thái Lan. Còn bên trái mình là về đâu chị? Bên trái mình đi thẳng là sẽ vào trường sĩ quan lục quân 2 ạ. Mình này hiện tại là đã góp rồi, xếp xe rồi, cũng hoạt động bình thường hết đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì các nhà xe đã hoạt động lại hết rồi. Bên em thì có hỗ trợ trả góp cho khách hàng 18 tuổi có căn cước công dân không nợ xấu là mình lên hồ sơ được rồi. Còn như là 20 tuổi thì sẽ không cần thẩm định, không gọi được người thân. Một số khách hàng mình có tín dụng tốt thì có thể hỗ trợ trả góp không cần trả trước nhé. Và ngoài ra bên em Huệ thì vừa triển khai một số gói là những cái dòng xe mình ít tiền á, tầm 10 mấy triệu đổ lại thì bên em Huệ sẽ hỗ trợ trả góp là không cần phải sang tên. Mình có thể đầy biển số như vậy để mình chạy đỡ trong những khách hàng mà mình có nhu cầu mình mua xe để đi làm, nhưng mà trước giờ là phải bắt buộc sang tên, nhưng mà bây giờ là đã hỗ trợ cho mình không cần phải sang tên ạ. Đó là vấn đề bên cửa hàng hen, cũng như là bên mình em thấy là xe cao cấp cũng khá nhiều á. SH đâu nè, rồi AB, Taiga, rồi SH Mod rồi cũng nhiều anh chị. Thì mấy cái mẫu này đa số em thấy mua là bà con anh chị thường hay ra tên. Rồi mình có hỗ trợ vấn đề này hết có nha. Nếu như mà khách hàng mình có nhu cầu sang tên thì bên em Huệ đều hỗ trợ cho mình. Một là bên em Huệ sẽ ký ủy quyền, tùy theo một số xe có thể ký ủy quyền. Hai là bên em Huệ sẽ hỗ trợ rút gốc. Ba là những khách hàng mà mình bận, mình không có thời gian để đi nhập á, bên em Huệ sẽ hỗ trợ là nhập ra biển số mới cho mình luôn nhé. Rồi ok hen, đó là thông tin cơ bản thôi. Tí xíu chị em mình quay báo giá rồi sẽ hỏi thêm rõ hơn chút nữa. Còn giờ đầu clip chị em mình hôm nay báo giá ở đâu trước đây chị? Hôm nay mình sẽ ra hàng trước mình đã quay nha. Đúng không? Dạ. Anh em nào mà đam mê quan tâm những cái mẫu mà form cung tay đồ á, từ từ mình theo dõi nha. Tại vì bên trong nhà nhiều lắm. Satria, Raider, Solid, Edge ở trong nhiều. Còn đây thì giờ mình quay mấy xe phổ thông với tay ga trước nha. Đây mình có chiếc Edge 50 nè chị. Chiếc này là chiếc Edge 50 nha mọi người. Xe này thì mới chạy 3.000 thôi, Edge cũng mới nhá. Xe này để cho cô chú anh chị mình giá 10.800.000. Em thấy đợt này thì công an khá là gắt đó. Nên là mọi người đi kiếm xe 50 rất là nhiều, bây giờ đang thực sự là rất là hiếm hàng nha. Mà xe này thì em có xe 50, ngoài ra em có xe Dream 50 mới nữa. Lát nữa em sẽ quay cho mọi người coi ha. Đây 10.800.000. Edge đã qua sử dụng nha mọi người nha. Đã qua sử dụng mà xe 50, rồi Dream là Dream 50 mà là xe mới. Đúng rồi, xe là mới chưa câu bình, đồ xăng mới 100% nha. Mấy vấn đề mấy anh giao thông nay mà các bạn mà xem mấy cái video clip mình thấy là giao thông rồi vô tận trường rồi các kiểu luôn đó cũng hơi gắt. Nếu phụ huynh nào muốn yên tâm hơn thì lựa chọn mấy mẫu xe này cho con mình ha. Hoặc là ngay cả bản thân mình sử dụng cũng được luôn, nếu mình chưa bằng lái á là vẫn ngon lành. 10 triệu 5 không chị? 10.800.000. 10.8. 60AM13750 là biển số. Rồi giới thiệu giùm em con này bên nha. Bên này là một chiếc Fortuner trong cơ nha, biển số 43F1. Xe này thì em có dọn lại sạch sẽ cho mọi người chạy rồi nha. Xe này để cho mọi người giá là 16.500.000. 16 năm bà con nha. Dọn này là full mới là từ trong ra ngoài rồi phải không chị? Dạ đúng rồi. Em thấy dàn áo được sơn dán tem mới, căm bằng móc tán là xử lý đẹp hết rồi. Căm phía trước thay phía sau còn, nhưng mà ốc là được xi mới. Đại nặng 43F1 25521 nha. Dạ. Còn đây là một cái chiếc Queen hàng liên danh nha chị. Queen liên doanh. Game này là biển số 36. Xe này là mẫu 2022, mới chạy được 2.000 thôi. Máy móc là nguyên zin. Xe này để cho mọi người giá là 9.800.000. 9.8. Cô chú anh chị mình 36K5 34285. Cái này các anh các chú sẽ thích rất là nhiều. Nếu mà các bạn anh chị các chú đó lên mà muốn thương lượng lọc lá bớt chút, mình có bớt không?
Dạ, nói chung xe này thì chỉ bớt được thêm một chút thôi. Tại em đang xả giá này là giá em đang xả lỗ luôn rồi nha. Tại nói chung 2022 là mà. Cũng còn mới bà con ha, nên là cái giá mới nó cũng chạy có 2.000 thôi. Mới quá mà. Dạ. Rồi mình qua con này là một chiếc Sirius FI An Giang 6707200 nè chị. Chiếc xíu này để cho cô chú anh chị mình à. Đây này để cho mình với giá là 7.800.000. 7.800.000. An Giang 6707200 nha. Máy zin không chị? Máy zin nha, zin em ha. Máy zin đa số những dòng xe bên mình nếu mà con nào máy zin đó là chị hỗ trợ khách bảo hành trong bao lâu? Dạ, em sẽ bảo hành cho mọi người là 12 tháng sử dụng về máy móc nha. Ngon lành. Rồi, đây rồi, bên này là một chiếc Sirius RC biển số 73, bánh mâm thân đĩa. Cây này để cho mọi người giá 11.800.000. Dàn áo là em thấy bầu keo cả xe luôn, biển là Quảng Bình 73K1 18087 nha anh chị. Còn đây là chiếc quay Honda nè. Chiếc quay này... Honda nha mọi người. Chiếc này biển số 29U3. Ừ. Cây này thì để cho mọi người giá 9.500.000 thôi. 9.500.000 không chị? Dạ, 9.500.000. Xe này thì nó em thấy nhiều người ta kiếm dòng này đó. Nó bền. Quay nhỏ nha. Này dòng ngoài cũng có làm sơ lại rồi mọi người ha. Và tình trạng giá này chắc là máy móc cũng đã có qua làm lại rồi. Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà quan trọng là làm ngon hay không thôi, chứ cái tình trạng mà xe này làm máy rồi cũng ok anh chị các bạn. Tại vì mấy mẫu này nó bền lắm. Dạ. Biển Hà Nội 29U3 3782. Bên đây là một chiếc quay Black phiên bản cam đùm. Đồng Nai 60. Cái này biển số 60G1. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá 11.800.000. Rồi. 11.800.000 nhé. Máy móc đi đi. Áo là đẹp, sạch sẽ, liền lạc nhé. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ hết. Con này là em khẳng định với bà con mình luôn là còn mới lắm luôn đó nha. Con quay Black nè. Rồi còn bên kia mình có chiếc rim liên danh, rim hàng mới nè. Đúng rồi. Xe cũ. Rim này là mẫu 2022. Xe này thì mới chạy có tầm 3.000 nè. 9 chủ, 2.000 mấy, 9 chủ. Dạ. Số 60G1 54037. Giá là 12.800.000. 12.8. Đây là cái form rim của 110 nhưng mà xe liên danh là mới, không phải xe Honda các bạn nha. Odo chạy gì em thấy có 1.119 cây à. Còn rất mới luôn. Như chiếc xe mới không có gì phải bàn hết. Còn kia chiếc Sirius vậy? Chiếc Sirius này biển số 95B1. Đây này thì máy móc zinin bán mềm thân đĩa nha. Dạ. Để cho mọi người giá 12.500. 12.500. Rồi 95B1 86982. Đây à. Mình xuống đây một chiếc AB nè. Chiếc này là AB mẫu mới, 125 mẫu mới. Cái này mẫu 2022. Dạ. Thì cho cô chú anh chị mình giá 31.500.000. 31.5. Máy móc zin em và những màu này thì bên hệ sẽ bảo hành cho mọi người là 18 tháng sử dụng nhé. Lên cặp bao tay với cặp tay thắng mọi người ha. Rồi. Còn con cái bên là em thấy cái form còn nguyên bản luôn nè chị. Đúng rồi. Xe này còn nguyên zin luôn. Máy móc zin em nha, biển số 65E1. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá là 30.800.000. Rồi. Máy này là khách hàng mà muốn có nhu cầu ra tên rút gốc là chị hỗ trợ là được hết không? Có nha. Nếu dạ. mà khách hàng có nhu cầu rút gốc sang tên em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi. Còn nếu mà ship xe đâu thì chi phí ship cỡ cao không chị, nếu mà về cái tỉnh miền Tây đâu? Nếu như mà mình về khu vực miền Tây thì khoảng tầm 300-350. Ừ. Nếu mà Tây Ga thì khoảng tầm hơn 400.000. À. Dạ. Còn nếu như mà mình về ngoài Bắc là khoảng tầm hơn 600. Dạ. Dạ. Đó là chi phí ship đó bà con ha. Dạ. Rồi mình mọi đến người ship xe thì mọi người phải cọc trước giúp em Huệ từ 2 triệu thì em Huệ mới ship xe đi được nhá. Dạ. Rồi mình qua con bên đây đi chị, vẫn là AB. Con này là màu đen tem đỏ. Con này em thấy đẹp nha chị. Phiên bản nhìn nó thể thao nó đẹp sao á. Xe này chính chủ một đời chủ luôn nha mọi người. Biển số 36B5. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá là 18.500.000 thôi. 18.500. Giá áo xử lý đẹp bóng 7 là cho anh em. Bắn keo lại rồi, bóng ngáo à. Dạ. Rồi qua con màu trắng này, biển là Đồng Nai 60B4. Để ngoài để cái ngoài cho chị đi. 52606. Con này chị để bao nhiêu cho khách hàng mình đây? Cây này thì là biển số 60 nha mọi người. Áo này thì là em có dọn lại rồi nha mọi người. Yeah. Áo dọn cho mọi người sạch sẽ rồi. Cây này để cho mọi người giá 21.500.000 thôi. 21.5. Yeah. Bóng 7 đẹp luôn rồi bà con ha. Mua về sử dụng thôi. À, một chiếc Vision màu trắng tương tự 74 Quảng Trị B1 này, 20494 nè. Cây này mẫu 2019 để cho cô chú anh chị mình giá là 18.800.000. Cặp vỏ xe là còn về được hết. Máy cũng zin luôn phải không chị? Dạ, yeah, máy zin em nha. Còn đây con màu trắng nhưng mà tem màu đỏ, phiên bản đặc biệt Thanh Hóa 36B7 33279 nè. Cái này mẫu 2020, máy móc zin em nha mọi người. Để cho mọi người giá là 24.500.000. 24.500. Ok nha anh em mình ha. Nếu mà khách hàng mà có xe trao đổi thì bên mình hiện tại là còn nhận trao đổi xe khách hàng được không? Dạ có chứ. Ừ. Nếu như mà anh chị mình có xe dư không xài, không mang tới, không xài nữa thì mang tới em hệ sẽ thâu.
Và nếu như mình có nhu cầu trao đổi thì cứ mang qua, em Huệ sẽ trao đổi bù trừ giá hợp lý cho cô chú anh chị mình nhé. Hoặc xe của mình bán ra nếu mà trả thời gian mà khách có thể là nâng cấp những cái dòng xe khác hay là muốn quay đầu nữa là có nha. Bên em Huệ sẽ hỗ trợ là thu lại xe với cái giá cao hơn. Nếu mà xe của em Huệ bán thì sẽ cố gắng là thu cái giá cao hơn cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Nhưng mình có nhu cầu trao đổi gì thì mình cứ liên hệ số hotline của em Huệ trên màn hình đấy ạ. Rồi bây giờ mình qua tới một cái chiếc Vision được sơn nguyên con màu xanh, xanh dương đẹp anh chị, xanh dương mà xanh dương bóng luôn á. Biển là Cà Mau 69 56240. Cái này giá 24.500.000, biển số 69N1 nha mọi người. Khóa thông minh smart key luôn bà con nha. Bên đây là con đang nhám, nhưng mà nhám này là được sơn 3D, tem rồi cũng sơn 3D luôn. Này mình để sao? Cô chú anh chị mình giá là 21.800.000. Dạ. Biển số 73, máy móc đó là zin em nha. 73F1 43164 nha bà con nha. Sạch sẽ luôn rồi. Mình qua đây tới một cái chiếc Vario đi. Còn Vario này là 150 hả chị? 150 nha anh. Yeah. Vario 150 hiện tại rất là hot hàng luôn. Yeah. Đầu năm đến giờ em hãy bán rất là nhiều Vario rồi. Xám xi măng vài cây thôi. Xám xi măng đẹp, tem ở đây là được sơn 3D luôn, sơn mới luôn. Y như là cái dàn áo này là được sơn mới đẹp vậy. Đúng đó. Đúng rồi, áo này thì em hãy lên màu sơn cho mọi người cho đẹp, cái hot màu hot bây giờ luôn. Biển số 60H6, cây này để cho cô chú anh chị mình giá 38.800.000. Cái giá này là em cũng không có ngạc nhiên mấy mọi người, tại vì cái dàn áo đẹp sẵn và kết hợp với đó là nguyên cái dàn ốc tán nhôm xe là còn đẹp. Dạ. Chứ không có phải gọi là quá cũ rồi mình tẩy sơn lại nhiều đâu, cũng tương đối ok ha. Rồi. 60H6 07329. Còn cạnh bên là chiếc 125 cao cấp á. Cây này biển số 60G142115. Cái này giá 27.500.000. Dạ, 285 đúng không chị? 275 ạ. À 275. Nếu mà tầm tiền cỡ hai mấy 30 vậy là nếu mà trả góp mình có trả trước nhiều không? Dạ, mình trả tầm 1 2 triệu là mình lên hồ sơ rồi. Nếu như mà cô chú anh chị mình có điều kiện mình trả hơn càng tốt nhé. Sẽ có lãi suất ưu đãi cho mình, hoặc đó là mình trả tầm rồi. 30-40% giá trị xe, bên em Huệ sẽ hỗ trợ trả góp, giao cả vẹt gốc cho cô chú anh chị mình nha. Dạ. Rồi mình qua đây một chiếc Vario đen nhám 150 luôn, cặp vỏ phải nói là còn quá đẹp. Cà Mau 69 52105. Này mình để sao chị? Cái này em để cho mọi người giá là 39 triệu. Rồi, 39. Dạ. Đẹp lắm, cái này mẫu này còn mới mà, nên là giá nó hơi nhỉnh chút. Nguyên cặp vỏ mới luôn nha. Đây chiếc Vario mẫu cũ này chị. Vario 125 mẫu 2017, cái này là mẫu cũ. Form bỏ mẫu lên áo click cho mọi người nha. Cái này 41.800.000 thôi. 41.8. Đẹp mọi người ha. Cái mẫu cũ này đã thiết kế đẹp rồi, dán chữ click lên thấy còn giá trị hơn nữa. Cặp mâm sơn màu đen bóng nha. Đồng Nai 66 11272. Còn đây là một chiếc SH nữ nè, SH mod nè. Cốt sau là bánh sau là còn nguyên, chưa đụng chạm tới luôn, chưa mở luôn. Này sao đây chị? Cái này mẫu 2021 nha mọi người. Máy móc zin em. Cái này em hãy để cho mọi người giá là 54 triệu. Này là bản ABS. ABS luôn. Dạ. Hiện tại thì em 3 cây 3 mẫu SH mod đang tại tiệm em hãy đều là bản ABS đấy. Quay quay cái biển số cho anh em coi luôn giùm anh cái 60C2 nè, 87552. Số của tôi đó đẹp anh em ha, 552. Rồi, ok, xuống dưới luôn, cũng cái form đời mới luôn. Bên này em hãy có tiếp một mẫu SH mod 2022 bản ABS. Cây này thì em hãy có rút hồ sơ sẵn rồi. Mọi người về mọi người nhờ anh chị dịch vụ mình nhập làm ra biển số thôi, không mất thời gian chờ luôn, đợi gì nữa ha. Cây này thì giá là 56.500. Là em Huệ có hồ sơ sẵn, giao hồ sơ sẵn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ. Hồ sơ sẵn cầm tay luôn. Vậy thì mình sẽ bấm biển ra tên nó nhanh hơn. Đúng là rồi. Bình thường. Khỏi phải mất thời gian chờ đợi làm biển số ha. Con này đẹp ghê đó, bánh trước bánh sau chưa mở luôn mẫu bà con ơi. 2022, xe này mới chạy có 2000 thôi, 2006 thôi. Máy zin em như mới luôn nha. Hồ sơ sẵn mọi người mua, nếu như mà mọi người có nhu cầu sang tên này, mọi người lấy những cây này. Không phải chờ gì hết, rất là nhanh luôn, về bấm biển thôi ha. Rồi, mình qua đây đi chị, con này màu xám nhám này cũng đẹp này, biển Đồng Nai 60 luôn, 16830. Cái này là bản đặc biệt nhá. Cái này thì để cho mọi người giá là 57 triệu. Dạ. Mẫu này thì bên em mẫu 2022, bản ABS luôn. Và xe này nhưng mới chạy có 1800 thôi. Em phải bao cho mọi người là đồng hồ chuẩn của nó là 1800 nhá. Mọi người có thể xem chất xe rất là đẹp luôn.
dàn trên ốc tán là sáng và ốc còn nguyên vỏ nguyên gai và ốc thì còn chủ chấm sơn của hãng luôn. Xe này tại vì em để trong này thì nó bị bụi, với lại trong hàng mọi người quay không coi cũng được chi tiết á. Nếu như mà mọi người ưng ý thì mọi người cứ kết bạn với em Huệ, nhắn qua Zalo em Huệ sẽ gửi mẫu cho mọi người coi. Mấy tấn mốt này mọi người mua đâu có sợ gì đâu, toàn là đời mới cả mà. Nhưng mẫu này thì em Huệ sẽ bảo hành cho mọi người là 2 năm sử dụng nha. Dạ. Nếu mà mọi người có nhu cầu rút gốc sang tên thì bên em Huệ sẽ hỗ trợ cho mọi người nữa. Mình qua đây tiếp theo cũng là cái Ford Vision đời mới bản cao cấp khóa mắt cây mà em không thấy biển số nè. Cây này thì em biển số em đang để trong cốp á. Cái này biển số 64, mẫu 2021. Cây này mà đăng ký 2022. Là xe này mới sử dụng cũng đâu được vài tháng thôi. Yeah. Xe này em Huệ để cho mọi người giá là 25.800.000. 25.800 bà con nha. Kế bên cũng là cái phiên bản cao cấp khác màu thôi, đó là màu xanh đen, cũng khóa mắt cây luôn. Biển số 67E1. Cái này mẫu 2021. Cái này giá nhỉnh hơn chút xíu là 26.800.000. Bánh trước chưa mở luôn ha. Yeah. Còn mới đẹp ke. Xe cực kỳ đẹp hết. Có sao chưa mở luôn. Yeah. Đúng rồi, bánh sau chưa mở luôn nè. Còn ở bên đây chị, con này sơn mới là đẹp nè. Cây này thì em Huệ sơn gem màu đỏ tươi cho mọi người rồi ha. Biển số 83G1. Cái này mẫu 2019, giá là 23.800.000. Dạ, 2038. Sóc Trăng nha anh chị nha. Khóa sửa mắt cây ạ. 00670. Còn bên đây chị? Bên này một mẫu Vision khóa sửa mắt cây nữa. Biển số 60C27.8550. Cây này thì mẫu 2020, giá là 24.500.000. 24.500. Đây là dàn áo này là đẹp luôn mọi người ha. Cũng có giảm băng keo là bóng áo à. Dạ. 60C27.8550. Đây là một bản khóa chìa màu đen Vision, biển số 92Y1. Cây này mẫu 2017. Để cho cô chú anh chị mình giá 18.800.000 thôi. Đó. Dàn nhám cũng sơn full mới cho anh em luôn. Vision mà giá có mười mấy triệu bằng mọi người mới mua cây xe quay thôi. Dạ. Quay xe quay giờ cũng tầm, nếu ra biển số cũng tầm 22-23 rồi. Chạy tay ga triệu là mọi người có Vision chạy rồi ha. Dạ. Máy móc em Huệ bao zin em cho mọi người và bảo hành cho mọi người là 12 tháng sử dụng nhé. Dạ. Tay ga thì tiện dụng hơn, chị em mình chạy nó cũng thoải mái hơn. Lên cái ba ga dưới mặt nạ rồi ha. À, ba ga thôi, ba ga sau vô mắt thắt ha. Biển Quảng Nam. Bên đây chị, bên đây thì có vô mặt nạ nè. Bên đây Vision mẫu 2020. Biển số 61E1. Cái này thì để cho cô chú anh chị mình giá là 24.500.000. Khóa sửa mắt cây nha. Rồi. Bình Dương nha anh chị nha. 61E1 82304. Còn có màu xanh này chị. Màu xanh này là cây Vision khóa sửa mắt cây. Cây này em có hồ sơ sẵn rồi nha. Để cho cô chú anh chị mình giá 22.800.000. Có hồ sơ sẵn giao tay nha. Ok. Này là sơn và áo ốc tán được xi can cho anh em hết luôn nha. Còn bên đây là một cái màu xanh bơ, màu này cũng đẹp quá nè. Chìa khóa. Cái này sao đây chị? Cái này để cho cô chú anh chị mình giá 19.500.000. Cái này mẫu 2018, máy móc zin em nha. Áo em có dọn lại cho mọi người màu xanh tươi mới rồi. 60B6 55162 ha. Dạ. 19 năm. 19.500. Như lúc đầu chị có chia sẻ cỡ xe mà tầm mười mấy triệu gỡ mà dính 20 như thế này, nếu mà hồ sơ sạch đẹp mình không trả trước được không? Dạ được anh. Mình có thể hỗ trợ trả gốc, không cần trả trước. Ví dụ như mình trả trước được vài triệu thì càng tốt nhé. Đúng rồi. Hoặc là có thể hỗ trợ cho cô chú anh chị mình trả góp, nhưng mà nếu mà mình không có nhu cầu sang tên đó, thì em sẽ cho mọi người để biển số vậy chạy, khỏi cần bắt buộc. Là trước đây là ngân hàng bắt buộc, nhưng mà bây giờ bên em phải hỗ trợ cho mọi người là không bắt buộc, mọi người được quyền lựa chọn là sang tên hoặc là không sang tên nha. Rồi, cái đó là ưu đãi gì có bên cửa hàng của em phải có thôi ha. Cái bên là một cái chiếc Vision luôn chị. Phiên bản này là khóa thông minh mắt khay Long An 62C1 15204 nè. Cái này mẫu 2018. Để cho cô chú anh chị mình giá là 22.500.000. 22 năm thôi ha. Khóa okay. Sửa cây nha. Form này em thấy nó vẫn đẹp mọi người nha. Cái form này form đời sau cái đời mới một đời bây giờ đó. Nhưng mà form này vẫn đẹp. Với lại mọi người đánh giá là chạy rất là đã nha. Tiếc chạy nó mạnh mẽ, nó ok hơn cả đời mới đúng không ạ? Rồi còn có màu trắng chị, 60B6 70357 nè. Cái này mẫu 2020, để cho cô chú anh chị mình giá là 24.800.000. 60B6 nha. Dạ, màu rồi, trắng ta tem đỏ. AB luôn nha, 60F2 nè chị. ABF2, cây này để cho cô chú anh chị mình giá là 21.500.000. Chìa khóa cơ, màu xanh đen, màu này nó cũng trầm, nó không quá nổi trội nhưng mà cũng rất là sang anh em ha. Còn bên kia là một cái màu đen nhám, biển Cà Mau 69 50873. Cây này khóa smart cây nha mọi người. Dạ. Mẫu 2019, để cho cô chú anh chị mình giá 25.500.000. Đây, và đây là tất cả những cái biển số mà nãy giờ chị em mình đã quay qua nè. Bà con anh em mình có thể mình nhìn qua một lần ha. Anh chị nào thích á thì cứ nhấc máy lên
liên hệ cửa hàng, đọc biển số hoặc là chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng nha anh chị các bạn. Rồi bây giờ mình xuống bên dưới đến với một chiếc SH Form Việt Nam màu trắng. Không biết là con này đời mấy đây, để hỏi chị chủ cái đã. Con này khóa thông minh smart key luôn. Cái này đời mấy đi chị? Cái này mẫu 2016 nha anh. 2016. 125 ạ. Vậy là khóa mắt cây riêng của nó luôn rồi. Đúng rồi. Cây này thì em để cho cô chú anh chị mình giá là 45.800.000. 458 nha người. Máy zin em nha. Xe này còn khá là đẹp. Áo này thì em có dọn lại rồi nha. Đúng rồi. Dạ, áo dàn chân có dọn xử lý đẹp lại cho anh em rồi. Động này 60C241241. Nhưng mà máy là riêng đúng không chị? Đúng máy rồi, máy zin nha. Rồi. Con này luôn đi. Cây này biển số 59B1. Cây này thì em bao tranh chấp cho mọi người thôi nha. Vì xe này nó biển số 59, tại vì chạy qua nhiều đời chủ rồi. Giờ kiếm chủ thì hiện tại chưa có thông tin chủ. Nên là em sẽ bao tranh chấp cho mọi người. Cây này giá là 53 triệu, mẫu 150, 2013 nha mọi người. 53 Zin. Triệu dạ. 150, đời 2013, bán bao tranh chấp, biển số thành phố ha. Dạ. Rồi, con Vespa màu cam. Cái Vespa này thì em hãy để cho mọi người giá là 34.800.000. 348. Cây này thì bản ABS nha mọi người. Yeah. Mẫu 2019, máy zin em, biển số 60G1-04086. Yeah. Cây này mình... khá là đẹp, Vespa thì đi vô cùng sang chảnh luôn. Đúng giá rồi. Này cũng rất là mềm luôn. Này, có hỗ trợ trả góp cho cô chú anh chị mình nha. Đầu này mình trả trước 1-2 triệu là mình lên hồ sơ ok rồi nha. Dạ. Yeah. Các bạn nữ hay là chị em phụ nữ á, cứ tài chính mà mình ok tí lựa chọn mấy form Vespa như thế này chạy dáng đẹp lắm, đặc biệt là các bạn nữ ha. Dạ. Rồi mình ra Basic đi chị. Basic cây màu xám này biển số 60B8 81660. Cây này mẫu 125 nha mọi người, khóa smart key, giá 37.800.000. 37.800. Em thấy mấy chú đi kiếm xe này đi phượt rất là nhiều luôn. Đúng rồi, đi đường dài đồ cũng thoải mái, cà phê cà pháo đồ cũng ngon lành luôn. Chạy thì đỡ đau lưng mọi người, ngồi thoải mái lắm. Còn bên đây cũng là một cái chiếc màu xanh, xanh nhám luôn. Con này biển Bến Tre, 49859 nè chị. Cái này thì khóa chìa, giá nó mềm hơn chút xíu nhá. 35.800.000 thôi. 35.800 thôi. Người, máy zin em ha. Ok. Một chiếc Basic màu bạc đi chị. Basic màu bạc này, chiếc này là 150 nhá. Mẫu 2019, máy zin em. Dòng này em phải chạy thử rồi, rất là đã luôn. Đầm máy lắm. Cây này thì giá 46.800.000. 46.850. 150 chắc chắn là chạy nó sẽ bóp mạnh hơn dòng 125 rồi. Dành cho các anh nào mà thích nó mạnh bạo hơn chút xíu ha. Cạnh bên là một chiếc AB 125, đèn là mắt cú đó chị, biển 60B7 Đồng Nai. Cây này máy zin em nha mọi người, áo thì dọn sạch sẽ rồi ha. Cây này thì giá là 18.800.000. 8.8 thôi. 18.8. Khu chờ mới hiện tại em hãy còn vài cây sẽ để lộ cho mọi người luôn. Giá là 34.500.000. Thì mọi người ai có nhu cầu thì cứ liên hệ em Huệ nha. Hai cái màu này mình đồng giá hết hả chị? Màu xanh này là 345, còn màu trắng này là 355 nhé. Ok. Đây mình xuống bên dưới có mấy cái chiếc rim luôn nè. Như đầu ra em hãy nói á, là em sẽ xả cho mọi người còn vài cái rim này sẽ để cho mọi người giá mềm luôn. Giá em hệ nhập luôn, 14.500. Em hệ sẽ bao giá nhập cho mọi người nha. Bao cho mọi người nhập ra biển số huyện nha. Còn nếu biển số thành phố thì cộng thêm cho em hệ vài trăm ngàn nữa thôi. Còn nếu như biển huyện á, em xuất ra đơn thì bên em bấm biển cho mọi người giá 14.500. Còn nếu như mà mọi người tự em xuất ra đơn ra cho mọi người tự đi đóng thuế, mọi người bấm biển á, thì giá là 13.200.000 thôi ha. Rồi. Còn như giá xe đúng của con này là chỉ có 13.200.000 thôi. Đúng rồi. Đó là bao xuất hóa đơn luôn. Còn 14 năm là chị bao nhập biển huyện. Đúng rồi, em sẽ bao nhập dịch vụ nhập cho mình ha. Bên dưới mình đến với cái mẫu Future đằng LED. Đầu tiên là có một cái con màu đen nhám. Con này là còn rất đẹp nha anh em. Con này mẫu 2022 nha mọi người. Xe mới chạy tầm 10.000 thôi. Biển số 60F4, cây này biển số Biên Hòa này. Nên là cô chú anh chị nào mà mình ở Biên Hòa là mình ở biển phố á, mình ở thành phố mình cân nhắc cây này nha. Tại vì chủ phố người ta đã đóng thuế nhiều rồi. Qua mình nó nếu như Biên Hòa, qua Biên Hòa qua cũng rất là rẻ nha. Yên làm lại đẹp luôn. Xe rất là đẹp luôn. Máy móc zin em nha mọi người. Cây này em để cho mọi người giá là 27.800.000 thôi. 27.800. Đó, mấy cái công tắc vô. Rồi cổ bô nó cũng vô, cổ bô kiểu dạng titan anh em. Cái này chạy nóng lên đi là nó sẽ hiện ra titan rõ hơn nha. Cái này kiểu dạng chưa nóng lắm nên chưa ra titan rõ nè anh em. Còn con màu xanh nhám này chị. Con màu xanh nhám này là mẫu 2022 nha mọi người. Cái cây Future này là mẫu 2023, màu đen nhám là 2023. Cây này là 2022 nha. Rồi. Cây này thì em để cho mọi người
Vậy giá chị để nhiêu đây? Cây này em để cho mọi người, cây này thì nó chạy ít hơn. Em và để cho mọi người giá 27.800.000. 278. Dạ. Con này cũng mới lắm anh em nha. Nếu mọi người mua xe mới thì nó tầm ba mấy triệu, xe này nó tiết kiệm hơn được tầm 10 triệu rồi. Nên là nếu thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ thì em thấy là mọi người nếu như tiết kiệm được khoản nào mình tiết kiệm nhá. Bởi vì những cái xe này thực sự là nó không khác gì xe mới đâu. Em hãy cam đoan với mọi người là máy móc nguyên zin và bảo hành cho mọi người là 2 năm sử dụng nhá. Nếu mọi người có nhu cầu rút gốc sang tên thì sẽ thêm phí. Nhưng mà nếu như mọi người mua thì mọi người nên mua những dòng này, bởi vì nó em thấy xe chạy mấy chục năm nhưng mà mới chạy vài tháng thôi thì nó không có ảnh hưởng gì. Máy móc em hãy bảo hành cho mọi người rồi, mọi người cứ yên tâm mua về sử dụng nhé. Future cũng có tiếng bền ở Việt Nam mà. Đúng rồi. Future nó là dòng xe số cao cấp nhất rồi. Đây cái phiên bản Future luôn, nhưng mà đời trước anh chị mình hay gọi là Future mập, Future bụng nè. Phiên bản là bánh cam đĩa màu cam màu đỏ đen, màu này cũng đẹp anh em nha. Con này đời mấy đây chị chủ? Cái này như là 2014-15 gì đó thôi. Biển số 36, cái này để cho cô chú anh chị mình giá là 12.800.000 đi. 12.8. Xả lỗi cho mọi người còn một cây duy nhất à. Dạ, 12.8 anh chị ha. Dạ, 12.800 thôi. Còn đây là con Future 2 được dọn lại dàn áo đẹp hết rồi nè. Cây Future 2 này cũng là bán xả cho cô chú anh chị mình luôn. 14.800.000 Full 2 nha, màu xanh. Màu này rất là độc lạ luôn, Full 2 trên thị trường đã hiếm rồi. Mà sơn màu xanh như này em nghĩ không có ai có luôn. Này là tình trạng máy móc dàn chân, dàn ngoài rồi máy móc của mình cũng làm lại hết em dọn sạch sẽ là hết rồi nha. Giá chỉ có 14.800.000 thôi. Nếu như mà nói chung là xe này thì nó cũng là dòng lâu đời rồi, dọn lại mình đi nó càng êm thôi nha. Đây có chiếc Sonic màu còn đẹp hơn con Future nữa nè. Đúng rồi. Sonic này có một điểm đặc biệt là nó cực kỳ cọp luôn, mới chạy có 500 cây số thôi nha mọi người. Mẫu 2021, mọi người nhìn chất xe này. Nói chung là em Huệ là con gái thôi nhưng mà em Huệ thấy xe này em Huệ cũng mê luôn. Tại vì nó quá là đẹp và nó như mới luôn. Để cho mọi người giá chỉ có 38.800.000 thôi. Biển số Biên Hòa nha mọi người ơi. Nên là mọi người ở Biên Hòa mọi người đừng bỏ qua cây này, em thấy cây này rất là đẹp luôn á. Mới chạy có 500 cây, thực ra ví dụ như mình lấy trong hãng về mình chạy một hai vòng là nó đã lên 500 rồi. Này xe này đẹp lắm ha. Anh em sao chê được con này ta? Đúng rồi, không có gì để chê. Nhìn cặp vỏ là biết vỏ nguyên gai theo xe. Xe này không khác gì ngoài hãng nhắc ra đâu. Đây, quay cho mọi người coi đồng hồ nha. Bao cho mọi người là không tua nha. Bởi vì mọi người, ví dụ em Huệ có làm cái gì đó nhưng mà mọi người nhìn chất xe là mọi người biết liền mà đúng không? Rồi, đây, mới có 539 cây thôi. Đó, rõ ràng luôn anh em, đẹp quá. Đẹp rất là đẹp luôn, mọi người ở ngoài mọi người xem xe này mọi người sẽ thấy là cực kỳ là đẹp ha. Nếu như những xe này mà để với xe này thì nhìn nó khác nhau hoàn toàn rồi. Nên mọi người lấy xe đó thì nó rất là lợi. Như những mẫu này thì để cho mọi người giá tầm 23-24 triệu. Xe đó thì chỉ có thêm một chút xíu nữa, 37-38.800.000 nha. Tính ra con đó là đỡ hơn xe mới nhiều anh em. Tại vì xe mới nếu mà anh em mà muốn sơn một cái màu đẹp như vậy là phải tốn thêm ít nhất cũng 2 triệu đồng nữa. Đúng rồi. Rồi tiền đổi màu cầu vẹt các kiểu nữa, salon xe mới người ta cũng cộng vô hết cho người sử dụng thôi. Đúng rồi. Đó, nhưng mà con này đã qua sử dụng giá đó thì cũng ok hợp lý. Rồi mình giới thiệu cho bà con này chị nha. Con này là con Rider hả chị? Satria. Satria biển số 37L2. Cây này để cho cô chú còn vài cây nữa thôi. Để cho cô chú anh chị mình giá mềm luôn. Rồi cây này giá để cho mọi người là 26.500. 26.500. Biển số 37L2 nha. Rồi. Hàng xã Nam anh em. Mình qua bên đây một cái con màu xám xi măng được sơn màu 3D, tem 3D. Và con này là Rider. Sơn tem 3D là Satria, vô lông bô rất leo, mâm 8 cây. Đi bô e lập trụ nè anh em, lốc thì được sơn lại màu vàng đồng bóng ha. Cái dàn di đông phía trên là sơn lại màu bạc nè. Cái này mình để sao chị? Cây này để cho mọi người giá là 24.500.000. Biển số 93C1 ha. Dạ. Ok nha anh chị ha, 93C1 27656. Còn bên đây, con này là cũng được sơn là tem 3D, đang đi bô e lập trụ cũng là bô tích leo dán CBR. Đó, con này là con Rider luôn nha anh em nha. Rider luôn. Úp xe chia cho mọi người ha. Dạ. Biển là 49G1 62676 nha bà con nha. Rồi. Cái này để cho mọi người giá biển số 49 để cho mọi người ra 25.800.000 thôi. Dạ, 25.800. Đây bà con nha. Tycoon em thấy hiện tại Tycoon rất là rẻ luôn. Quay biển số cho anh em coi luôn nè. Dạ. Rồi, mình qua con này đi chị, biển An Giang 67 nè. 67G1. Dạ. 18.9 nha mọi người. Cái này là sai chia ha. Đi bô e lập trụ luôn. 67. Cái này để cho mọi người giá 26.500.000. 26.500. Cũng đi bài tương tự giống mấy con kia nè, bô đất leo rồi bô e lập trụ ha, màu thì đẹp.
Còn bên đây là con Rider màu xanh, nước sân riêng Tamrin luôn, biển là Phú Giáo Bình Dương. Con này như thế nào đây chị? Cái này là để cho mọi người cổ giá 24.800.000 luôn nha. Cổ 103 là cổ nguyên bản đẹp luôn nha bà con nha, chưa có làm nha. Thường mấy cái mẫu này giới trẻ chạy là hay làm cổ rồi đó, mà con này còn nguyên hết nè. Còn đây là 60C2, 65795. Ồ, con này mình đang gỡ cái bô ra rồi đúng không ta? Đúng rồi, cái này bô thì em lấy ra em đi dọn rồi. Và em đổi bô cho khách nên là em tháo ra rồi. Biển số 62 mọi người lấy ra em gắn bô đầy đủ nha. Dạ đúng rồi, phải có bô chứ không có nó lớn lắm. Dạ. Này mình để nhiêu? Cái này để cho mọi người giá 25 năm ha. Rồi, 25.500. Tiếp theo mình qua bên đây, một chiếc Sonic, con này biển Cà Mau 69E1 40560. Sơn bạc bánh manh nè. Đi bo trụ nè anh em ha, bo trụ nè, anh em nhìn trong nha. Máy không biết là còn zin không chị? Cái này máy còn zin nha anh. Ừ. Nói chung là xe này nó không được đẹp bằng những xe khác thôi. Nhưng mà làm giá cây Sonic này để cho mọi người giá như mềm nè, 26.800.000. 268 dàn kia đông cũng tiền không á anh em ha. Dạ. Mấy đó coi vậy chứ cũng tiền không đó. Dán tem màu đẹp là hết cho anh em luôn rồi. Rồi, mình qua đây luôn đây. Nha. Có Rider nè. Rider, mẫu này đời mới nha. Dạ. 28.800. Biển số 37G1172. Tem dán lại nha anh em. Này, tem thì cũng có dán lại đẹp cho anh em ha. Biển số của nó là 37. Rồi, con kế bên thì vỏ sau còn về đẹp, biển là Đồng Nai 60. Con này là màu đen nha anh em, đen tem đỏ đẹp ha. Con này bao nhiêu đây chị? Giá là 29.500.000 nha. 29.5. Dạ. Máy này mình bảo hành là 1 năm hết luôn hả dạ, chị? Dạ đúng rồi, bảo hành 1 năm sử dụng nha. Xuống đây tới R15V3. Hình như nãy mình bỏ qua mấy đúng rồi, còn mấy chiếc mô tô đó mình quay đi, mình lên mình quay luôn mô tô mình sẵn sẽ quay luôn mô tô nha. Mô tô cây này biển số 72D, cây này thì có ủy quyền được cho mọi người nha, mới hoặc lắm là rút góp sang tên được hết nha. Cây này để cho mọi người giá 43.800.000 thôi. Con này đẹp thật sự luôn bà con ơi, ốc tán của nó nếu mà nhìn thực tế bên ngoài á là còn ống 7 màu đẹp luôn, vô cái lonbo Acabovic. Đây là một cái chiếc Satria đi bo trụ full và ốc máy được đi ốc Salaya, đi cổ bô lớn nè. Dàn chân mâm sơn bạc ha, hạ phuộc ốc titan nữa. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá 29.500.000 nhé. 29.5, biển là Bình Phước 93L1 57831 anh chị nha. Tiện mình lên mình quay luôn cặp mô tô nữa nha. Cũng là con R15V3 nhưng mà này con này lại là màu xanh, biển thì của Long Thành 60G1 52373. Cái này thì giá thấp hơn một chút xíu, 42.800.000. Thôi để cho mọi người 448 đi ha. Dạ. 41.800.000 thôi. Rồi, ok. Bên này là CBR. Cây này thì em đang đặt tem, đợt này thì tem về hơi lâu nhưng mà có tem đầy đủ cho mọi người nha. Dạ. CBR chính chủ biển số 86 Bình Thuận. Để cho mọi người cây này là 42.800.000 luôn. Hai bớt cả hai kênh trước sau luôn nha anh chị. Dạ. Rồi. Xe này máy zin em chính chủ luôn nha mọi người. Dạ. Đây bà con mình xuống dưới đây, Exciter 155 màu đỏ nhám. Đây là phiên bản khóa Mackay 26B2 85289. Cái này em phải để cho cô chú anh chị mình giá 33.500.000 thôi nha. Passion Mackay. Cái này mẫu 2021, máy móc biển em số nha. Dạ. Xa xa vậy mình rút gốc là tên là vô tư hết hả chị? Dạ được nhá. Dạ. Em Huệ mỗi khi mà em Huệ like á thì thường có vài cô chú anh chị mình ngoài Bắc mình ủng hộ á. Thì em thấy có nhiều người mọi người hay để ý cái biển số cùng tỉnh để mọi người mua lắm. Dạ. Dạ. Thì em thấy ai ở 26 mình mua cây này cũng rất là lợi nè. Dạ. Tại 26 vì, như Sơn La đúng, đúng không? Đúng rồi, mà tính ra phí ship cũng hết có vài trăm ngàn thôi. Yeah. Tại em phải ship tận nhà và thu tiền tận nhà cho mọi người được nha. Okay. Mà Bắc thì em có một số dịch vụ người ta vận chuyển, người ta có thể ra tới tận nhà luôn. Yeah. Như ở trong miền Tây hoặc là khu vực phía Nam này thì là thường mình hay ship cho cành xe, là khách còn phải tới nhà lấy. Khách phải tới cái địa chỉ đó lấy, nhưng mà em thấy ngoài Bắc thì lại còn tiện hơn nữa. Mình ra ngoài Bắc thì còn được ship tận nhà nữa. Đúng rồi, đó là còn lợi hơn là khu vực miền Tây gần gần này nha. Yeah. Mà mọi người yên tâm, máy em hãy vẫn bao zin và vẫn bảo hành cho mọi người ha. Yeah. Nếu như có sự cố này kia thì em hãy vẫn bảo hành bình thường nha. Rồi mình qua đây một chiếc Exciter 150 dàn áo dán tem mới, đi tem Y15ZR mà rôm, full và ốc máy đang đi ốc Salaya, cặp bánh mâm sơn tím titan, địa số quận Tân Bình 59B2 14546. Này chị để bao nhiêu đây? Cặp bao tay nữa nha anh em. Cái này thì em Huệ sẽ bán bao tranh chấp cho cô chú anh chị mình nha. Giá 24.800.000 thôi. 248. Dạ. Xe nào em Huệ nói bao tranh chấp tức là em Huệ sẽ hỗ trợ cho mọi người là tranh chấp trọn đời xe nha. Tại vì xe đó thì nói chung là có rút gốc hồ sơ được nhưng mà nó lâu quá thì em Huệ sẽ bao tranh chấp cho mọi người từ lúc đầu cho nó nhanh nha. Vì đến thành phố thì rút nó hơi lâu và nó hơi mắc.
tiện hơn thì em lại sẽ bán bao tranh chấp, giá thì nó rẻ hơn ha. Cạnh bên cũng là 150, cái dàn phía trước hai cặp bửng bên trước là có sơn lại mới, em chưa dán tem ha, vỏ trước cũng được thay mới. Biển là Hậu Giang 95, 829-30, con này chị để nhiêu? Cái này để cho cô chú anh chị mình giá 24.800.000 thôi ha, trả lỗi luôn. Nói chung là giá này em phải có thể là bớt hoặc là có thể thương lượng được, phải bớt lộc lá cho cô chú anh chị mình được nha. Nhưng mà chỉ là lộc lá thôi, chứ còn ví dụ như mọi người thấy em bán giá này hầu như là em bán giá xả không rồi. Mọi người bớt nhiều thì là nói chung là nó sẽ khó, rất là khó để làm việc nhá. Nếu như cô chú anh chị mình thấy cái giá em phải đưa ra, mọi người có thể thương lượng để em phải bớt lộc lá thêm thôi nha. Rồi, kế bên là cũng chiếc 150, sân full và áo lại màu xám xi măng, tem 3D luôn. Cái này để cho cô chú anh chị mình 23.800.000 thôi ha. Biển số 68 Kiên Giang nha. Đồng loại là còn nguyên bản hả chị? Đúng rồi. Ok ha. Kế bên luôn, 150, led bao khoang luôn, đỏ nhám. Con này hiện trạng nó sao đây? Cây này máy móc nguyên zin nha mọi người, áo còn rất là đẹp, em thấy cây này áo đẹp lắm. Số RC, biển số 37 D1, cây này để cho cô chú anh chị mình giá 25.500.000 thôi. Rồi, 25.500.000, cái này là mình còn bớt lọc lá gì khách đến được không? Đúng rồi, nói chung là xe em đều bớt lọc lá hết. Nhưng mà mọi người ngắm như lọc lá là mình chỉ khoảng tầm vài xị thôi. Chứ nhiều khách mà gọi cho em xong rồi thương lượng giá bớt tới vài triệu, thực sự em hệ còn không lời được tới mức đó. Nên em hệ sẽ không thể nào mà bớt cho mọi người tới vài triệu đâu ạ. Rồi qua kế bên là một cái màu cam đen, cam ao 69K1, 28623. Cái này mẫu 2018 nha mọi người. Cái này thì có rớt đầu rồi, để cho mọi người giá là 19.500.000 thôi ha. 19.500.000, có rớt đầu, bô cũng có móc rồi nha bà con ha. Xe nào mà rớt đầu thì em Huệ sẽ báo tình trạng xe đó rớt đầu cho cô chú anh chị mình trước. Bởi vì nhiều khi mình ở xa, em Huệ luôn cố gắng để kiểm tra và báo cho mọi người cái thông tin chính xác nhất. Chứ mất công ship tới xa này kia sẽ rất là mất thời gian của khách hàng. Rồi, mình qua kế bên một cái chiếc 150 luôn, 59Z1 45766, sơn 3D luôn nha bà con. Cái nha, sơn 3D áo sạch đẹp luôn nha. Để cho cô chú anh chị mình giá là 24.800.000, bao tranh chấp cho cô chú anh chị mình nha. Nếu cô chú anh chị mình yên tâm, những cái dòng xe mà em hãy bao tranh chấp á, nên là mọi người nếu chạy, mọi người mà em hãy có viết giấy mua bán cho mọi người, nếu như mọi người chạy thời gian mọi người không thích thì mọi người có thể là bán lại, em hãy sẽ hỗ trợ cho mọi người bao quay đầu trong 2 tháng đầu là 20%. Sau này thì em sẽ thu theo giá thị trường, nhưng mà yên tâm, bao giờ em hệ sẽ hỗ trợ những cái xe mà em hệ bán ra với cái giá cao nhất có thể nhé. Rồi, mình qua kế bên là một chiếc em ở Kin màu cam đen nha anh chị nha, cam ao 69 là 22908 nè chị. Này máy zin không? Máy zin nha, số 69. Cái này để cho cô chú anh chị mình 25.800.000 thôi. 258. Rồi ok chị. Còn bên trong con cuối cùng của hàng này là chị, Long An 62. Cái này biển số 62, biển số Long An. Cái này giá là 22.800.000. Nét cho mọi người. Đây, em lướt sơ qua cái hàng biển số cho bà con anh chị mình theo dõi lại ha. Ưng được chiếc nào mình chụp màn hình lại gửi cho chị chủ để chị tư vấn bà con anh em mình rõ ràng hơn nha. Rồi. Sau đó là cái mình sẽ xuống hàng xe bên dưới anh chị ha. Chắc mình qua đây luôn đi, tiện qua đây luôn đi chị. Mình quay mấy cái chiếc ad nè. Con này ad này phải ad nhỏ không đừng chị? Đừng nẹt nữa, đừng nẹt nữa. Con này dàn áo sơn 3D nha. Cái này dàn áo thì có sơn lại nhưng mà máy móc. Đừng nẹt nữa Hữu ơi. Cái này là sơn 3D nhưng mà máy móc nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nha. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá 33.800.000. Trước đây em hãy bán là 35.36 á. Rồi để cho mọi người bớt hẳn 2 triệu còn 33.800.000 thôi. Đây, cây này nhá. Rồi, còn okay. Cái cây bên cạnh này là 5B71, cây này thì có rớt đầu rồi ha. Áo thì em hãy dọn lại hết rồi, nói chung là dọn lại sẽ nhìn lên cho mọi người giá nó xe ra da hết ha. Cây này thì giá là 38 triệu. 38 triệu. Đây bà con em coi nè, ốc titan nè, bộ ma ha. Rồi, cái này là có hồ sơ sẵn luôn hả chị? Dạ đúng rồi, có hồ sơ sẵn cầm tay luôn nha. Rồi. Mọi người ưng trước này về chỉ cần đưa cho anh em dịch vụ người ta bấm để ra biển số thôi. Rồi mình qua tới con này ha, một S9A nè. Cái này một S9A biển số 76D1. Cây này xả lỗ cho mọi người 16.800.000. 16.8 thôi. Rồi, cây này mà nếu như mọi người em không có lên nền áo á, nếu mà mọi người xuống áo em thấy người ta bán giá tầm 26 27 triệu á, không có rẻ đâu. Chính xác là như vậy luôn bà con nha. Đây, mọi người xem sơ cái biển số luôn, 76 Quảng Ngãi đâu ha. Rồi, ok, giờ mình qua bên đây. Một chiếc Wayne Pha. Không nghe chị nói à. Chị có đừng nẹt nữa mà. Này là màu xanh ngọc nhưng mà được sơn lại, có sơn lại rồi tem 3D hết luôn nha anh em. Đúng nhìn rồi. Rất là đẹp. Cái này mẫu 2019, 11.800.000 thôi mọi người. Máy móc là zin nha,
xe này bên ngoài rất là đẹp luôn, bởi vì em phải làm sơn cho mọi người hết rồi, sơn tem 3D. Bóng bãi đẹp rồi bà con. Như xe mới luôn á. Là dàn chân ốc tán cũng khá là đẹp luôn ha. Một chiếc MKIN biển Cà Mau sơn chính. Cái này để cho mọi người à, cái này giá 19.500, giá đúng xả lỗ luôn ha. Dạ. 19.500. Dạ, 19.500. Xanh. Ok nha. Màu xanh là hàng nhập cũng đẹp anh em. Máy này là mình bảo hành 5 hay 6 tháng dạ, chị? Dạ đúng rồi, bảo hành cho mình 1 năm nha. 1 năm về máy luôn, yên tâm mọi người ha. Một chiếc Winner màu đen nhám biển 83 Sóc Trăng 79120. Con này V1 nè. Đây là máy đây chị. Cái này mẫu 2018 nha mọi người. Máy móc zin em, cái này để cho mọi người giá 18.800.000. Xe này rất là cứng luôn. Mọi người chạy thử xe này em cảm thấy chủ nó đi rất là kỹ, xe rất là cứng, chủ xe này đi một đời chủ luôn. Khi mà chủ mang ra chủ bán cho em, tại vì kinh tế khó khăn ông bán lại để anh về quê á. Rồi anh rất là tiếc luôn, anh suy nghĩ 2 ngày trời anh mới nhắn cho em là thôi anh bán, tại vì bây giờ anh không gồng nổi ở trên này nữa, anh bán đi, bởi vì anh đi xe này anh rất là kỹ luôn. Xe này rất là đẹp luôn, cô chú anh chị mình coi máy móc là em phải bao zin em cho mình nha. Nếu mình mua được cái xe nào mà khách trước người ta tâm huyết, người ta kỹ như vậy cũng là một cái vận may đó mọi người, được chiếc xe nó ngon. Rồi mình qua con này đi chị, sơn 3D rồi, biển 68. Cái này thì giá mềm hơn, 15.800.000 thôi, biển số 68. Sơn xe này thì máy có làm rồi nha mọi người. Máy nhưng có mà làm. Áo thì là dọn sạch sẽ, đẹp luôn ha. Phía trước là bánh, bánh sau là bánh mâm foam tương tự giống da Z. Còn phía trước là mâm ba đao, đây cũng là một cái phong cách nè mọi người, hát lạ lạ. Dạ. Rồi, bên đây một chiếc một Winner X. Cây Winner X phiên bản đặc biệt. Xe này mẫu 2021 bản ABS nha mọi người. Xe này rất là đẹp luôn. Nói chung là không phải bán xe mà kêu xe đẹp, nhưng mà tùy theo xe. Ví dụ như mình thấy chất xe, nhiều khi mình không nghĩ là tại sao xe cũ mà chủ xe đi lại giữ như thế luôn. Xe này để cho mọi người giá 23.500.000. 23.500. Rồi, con này còn mới mà. Con này rất là đẹp luôn. Cái bên số 60 luôn ha. Đây biển Bến Tre nè chị. Đây là biển Bến Tre bản ABS mẫu 2020. Đây này thì giá mềm hơn, 20.500.000 thôi. 20.500. Máy zin em hết nha. Cây Winner này là đều Win VX này là đều máy zin hết. Bảo hành năm hết bà con yên tâm ha. Rồi bên đây biển Cà Mau 69. Đây chắc thắng thường phải không chị? Đúng rồi, cây đó bản thường bản CBS thôi. Biển số 69K131653. Cây này thì em phải để cho mọi người giá là 18.800.000 thôi. 18.8 ha. Rồi ok chị. Và mình bảo hành cho mọi người là 1 năm sử dụng, mọi người yên tâm ha. Đó. Và những dòng xe này thì nếu như mà ai đam mê tay côn nhưng mà mình chưa có điều kiện mình muốn mua góp á, thì em hãy sẽ hỗ trợ cho mình góp, không cần trả trước được nha. Lãi suất thì bây giờ nó cũng thấp hoặc không có cao đâu. Nên là cô chú anh chị mình mà cần tư vấn về lãi suất hoặc là mình cần tư vấn về các hình thức trả góp thì mọi người liên hệ em Huệ ha. Và ngoài ra thì em Huệ cũng có hỗ trợ cho cô chú anh chị mình mà lúc mà mình dịch mình đóng chậm đóng trễ á. Và bây giờ mình bị nợ xấu bên ngân hàng không hỗ trợ được, thì bên em Huệ có hỗ trợ góp tay đôi với cửa hàng. Nhưng mà phải trả trước giúp em Huệ tầm 70% giá trị xe ha. Thì em Huệ sẽ hỗ trợ cho mình là góp trong vòng 1 tháng. Thì mọi người trả đủ cái số tiền còn thiếu thì bên Huệ sẽ không tính lời đâu nha. Còn nếu góp vài 3 tháng thì sẽ tính lời tượng trưng thôi nha. Rồi ok chị, mình qua câu bên đây. Có súng bánh chỉ, bánh câm nè. Biển là Trà Vinh, 84 nha mọi người ơi. Cái này mẫu 2019 giá là 20.500.000. 20.500. Rồi ok ha. Giờ mình xuống dưới đây luôn, tới cái form Sirius Sunker màu vàng đen nè chị các bạn. Con này thì hiện trạng như thế nào đây chị? Cây này máy zin em nha. Áo thì nói chung là nó có theo thời gian. Nếu mọi người thích thì có thể sơn lại giống những xe khác. Nhưng tại vì em Huệ không sơn, em muốn Huệ muốn để như vậy cho cô chú anh chị mình đang kiếm xe giá rẻ, nên em Huệ để cho mọi người giá 9.500.000 thôi nha. 9.500.000 ha. Rồi còn con tiếp theo, bánh mâm thắng đĩa luôn. Con này thì như thế nào? Cây này đây thì giá 12.500.000 nha. 12.500 bà con nha, 12 năm. Bên đây một cái form được sơn tem 3D rồi cặp vô cặp bánh mâm kiểu luôn nha nè. Này là dành phù hợp cho anh em giới trẻ, vô một cái bóng đèn led ở bên trong khá là to đó. Rồi cho em xin thông tin nha. Cái này biển số 69F1 nha mọi người. Cái này để cho mọi người giá là 12.500.000 luôn ha. 12.500.000. Còn bên đây một cái màu xanh cũng được sơn tem 3D lại, rất là đẹp anh em, mới lắm, vẫn là phiên bản bánh mâm luôn. 12.800.000 mọi người sở hữu Sirius này nha. Biển số 83G145253 số tiến nha. 12.800.000 thôi. Qua đây đi chị, tem bọng nước sơn riêng hết trơn luôn nè. Xe này còn đẹp mới nè. Biển số 73 13803. Xe này giá là 13 triệu. Dạ 13 triệu đồng bà con ha. 13 triệu. Mình qua con màu cam đen, một cái màu mà mình rất thích anh chị nha.
thực sự là màu cam đen cho dù xe nào đấy nó vẫn đẹp, vẫn là bản RC. Con này là sao đây chị? Cái này biển số 60G121339, đuôi 39 thần tài ha. Rồi. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá là 13.800.000. 138. Bên đây là một chiếc quay 110 tiếp theo, cũng sơn tem 3D luôn. Đó, biển số 60G128126. Dạ. Cái này em để cho mọi người với giá là 13.500. Ừ, 13.500. Dạ. Bên đây một chiếc quay pha 100 màu đỏ này bà con nha. Chiếc này là quay 100 mẫu 2015, máy móc zin em nha. Cái này để cho mọi người giá 11.500.000. 11.500, biển số Đồng Nai nè. Bên đây biển An Giang 67 luôn chị. Con này màu xanh cũng là 110. Con này hiện trạng sao đây chị? Cái này máy zin em nha, mẫu 2020. Dạ. Cái này giá 13.500.000. Đây, anh chị mình có thể sơ qua cái biển số một cái nha, rồi mình đến với những cái mẫu xe khác ha. Anh em cần thì chụp màn hình lại để chị chủ tư vấn cho bà con nha. Rồi, mình qua tới Superim luôn đi chị. Dạ. Super em hệ còn vài cây Super cọp nha. Dạ. Super này 2004, biển số khá là đẹp nè, 60S59898. Xe này nếu như mọi người thích cái biển số này, em hệ có thể là ký ủy quyền cho mọi người để mọi người giữ lại biển số này nha. Số cặp mọi người. Dạ. Ha, số cặp mà số lớn cũng rất đẹp ha. Khá là đẹp luôn. Dạ. Máy móc zin em, đầu nồi chưa rớt, xe này là xe cọp chạy rất là ít, chủ xe đi kỹ lắm. Xe này để cho cô chú anh chị mình giá chỉ có 39 triệu thôi. 39. Nếu như mọi người mà những cửa hàng nào mà bán chuyên dòng xe cổ nhá, đảm bảo với mọi người xe này bán tầm 46 47 triệu là bình thường. Đó. Nhưng mà em phải để cho mọi người giá cây này chỉ có 39 triệu thôi. 39 nên là triệu. Do xe này là tại vì chủ xe là có quen với em và chủ xe nhờ em bán dùng. Yeah. Em bán dùng với cái giá hữu nghị cho mọi người ha. Dạ. Yeah. Rồi, mình qua tiếp theo đi chị, 60G1 46873. Cái này cũng là Super luôn, nhưng mà giá mềm hơn, chỉ có 28 triệu thôi. Ừ. Xe này cũng ủy quyền cho mọi người được, hoặc là hỗ trợ rút gốc sang tên. Ừ. Có một số xe như mọi người rút về thành phố là phải chính chủ, này xe này mình rút về thành phố vô tư nha. Dạ. Rồi, còn con bên trong đó chị? Con bên trong này thì giá chỉ có 24 triệu 800 ngàn thôi. 28. Biển số 29E217650. Máy zin đầu nồi chưa rớt ha. Ba cây rim này đều là máy zin đầu nồi chưa rớt hết. Em vậy có thể là hỗ trợ cho mọi người là mang ra hãng test thoải mái này. Yeah. Hoặc là mọi người có thợ thì cứ dẫn thợ qua để mà thợ coi, thợ kiểm tra thoải mái, chạy thử thoải mái nha. Đúng rồi. Mấy cái mẫu này anh em nếu mà không rành xe thì cứ có ai quen biết thầy thợ gì đó dẫn theo coi cho nó vừa ý mình. Yeah. Bên dưới mình xuống cặp mô tô FZ150. Cặp mô tô này chia sẻ với mọi người là nó ở với em cũng khá là lâu rồi. Yeah. Bây giờ muốn chia tay nó này là em phải để cho mọi người giá mềm ha. Mềm nha. 21 triệu 800 ngàn thôi một xe ha. Cái này là FZ, cái này mẫu 2015, một cây biển số 66 và một cây là biển số 60. Đồng giá là 21 triệu 800 ngàn thôi. Bằng giá nhau hết nha anh chị các bạn. Chúng giá xả lỗi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Còn máy đều là zin em ha. Dạ. Yeah. Rồi, ok nha. Giờ qua đây một dòng xe của Yamaha, đó dòng dòng kêu bằng xe gì ta? Chiếc này là Akuro nha mọi người. Akuro hả? Tại em thấy dán cái chữ gì lạ quá nè. Em cũng không biết nữa. Akuro đó anh chị các bạn. Thấy nó giống Akuro. Ừ. Quốc ơi, Quốc dắt cái xe này lên cho chị cái. 60F1 nha anh chị các bạn ha. 60F1 là biển thành phố Biên Hòa nha mọi người. 91689 là biển số. Còn vài xe nữa em phải muốn đổi cho những cái xe này nó đi hết, em phải lấy xe mới về em phải nhập bán. Dạ. Nên là để cho mọi người cây này giá 12 triệu 800 ngàn thôi. Ừ, tay ga mà giá chỉ có 12 triệu 800 ngàn nha. Máy zin lên biển số 60 luôn ha. Dạ. Rồi mẫu gen đây này giá 16 triệu 800 ngàn. Ừ. Biển số 36B6 ha. Ừ. Tay ga này như em thấy các bạn sinh viên hoặc là những chị mà mình có con nhỏ mà mình để đồ cốp rộng thoải mái, mình để đồ vô tư luôn ha. Đúng rồi, máy đề cốp cũng rộng lắm. Máy zin em Huệ sẽ bảo hành cho mọi người là 1 năm sử dụng hết nhé. Dạ. Rồi bên kia lại là một chiếc Arroyo, biển số là 60G127895 đó bà con ơi. Dạ. Cây này giá cũng 12 triệu 800 ngàn luôn ha. Dạ. 128 luôn anh chị ha. Rồi một con Grander tiếp theo 67F1 15908 đi chị. 16 triệu 800 ngàn thôi. Ừ. Biển số 67. Những cái mẫu này mọi người yên tâm nha. Cái này là động lên động cơ vừa lưu kho rồi. Dạ. Nên là nó cũng không có hao xăng đâu. Ừ. Chạy khá có là bi rồi mà. Dạ. Rồi, tại vì có nhiều khách nó nhắn cho em hỏi là cái xe này mẫu như này vậy, như vậy nó giá nó như vậy thì nó có hao xăng không? Dạ, dạ. Chưa, là nó không hao xăng đâu. Nó đều là FI và là lên tem xanh hết rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi cái này Ly 2010, cái này 2013.
màu xanh, áo xanh, áo này em dọn mới cho mọi người hết rồi nha, máy jean em ha, để cho mọi người 15.800.000 thôi. Bằng số là 47B161241 nha bà con nha. 125 cốp của Ly phải gọi là vua cốp trong cái phân khúc luôn rồi. Cạnh bên là một cái chiếc da nốt màu đỏ 60C2 70990 chị. Cây da nốt này để cho mọi người với giá là 17.800.000 đi ha. 178 đỡ nhám. Số đuôi 8 cho nó đẹp. 17.800.000 khóa smart cây nha mọi người. Okay. Cái này là biển số ở đâu ta? 60 chị, em mới vừa đọc xong. Biển số 60 luôn ha. Xe này rất là đẹp luôn. Khóa smart cây đời cao ấy ạ, không phải đời thấp đâu nha. Bên kia là một cái mẫu ly màu đen nhám Kia 68T1 50967. Mẫu ly này đời mẫu 2019. Yeah. Biển số 68 để cho mọi người cây này giá 22.500.000. 22.500. Rồi, còn bên kia cũng là mẫu ly nhưng mà đời là cũ hơn, màu xám xi măng 60C1 61107. Áo cái màu sơn này là sơn lại nha mọi người. Dạ, em lên màu sơn này cho nó đẹp á. Để cho mọi người cây này giá là 18.500. 18.5. Rồi, giờ mình xuống bên dưới nha. Ở đây có một cái chiếc SH form đời mới nè anh chị. Cái này mẫu 2022 nha. Cái này mới về 125. Cái này để cho cô chú anh chị mình với giá là 64.800.000 đi. 125 CBS đúng không chị? Đúng rồi, CBS nha. Cặp kiến là thấy còn đủ luôn, cái chập ốc tán trước là còn luôn anh em ha. Xe khá là đẹp, mới vừa lấy về ngày hôm nay luôn. Biển số là 61. Xe này đã ký ủy quyền rồi nên là có thể ký ủy quyền cho cô chú anh chị mình hoặc là trợ giúp góp sang tên vô tư nhá. Rồi, ok nha bà con. Vấn đề máy của xe này là cứ yên tâm là phải còn riêng rồi. Xe đời cao đời mới mà đặc biệt là SH cao cấp nữa mà. Mình xuống đây có một cái chiếc Sirius. Sirius biển 68M1. Nhưng mà xe này nó về mà ở đây với dưới kho còn rất là nhiều nhưng mà dọn không kịp. Thì em để vậy cứ muốn dọn lên sạch sẽ cho cô chú về chỉ có đổ xăng lên chạy thôi. Thì xe này để cho cô chú anh chị mình với giá là 7.800.000 đi. 7.800.000. Rồi. Bên đây chị biển 95 này, 12456. Cái này để cho cô chú anh chị mình với giá là 7.800.000 luôn ha. Biển số 95. Nói chung những cái xe này á thì mọi người đừng quan tâm đến vẻ ngoài tại vì nó chưa dọn được nên là áo nó có theo thời gian. Nhưng mà máy móc là vẫn còn ngon lành ha. Có chiếc này thì là máy nó có hơi kêu nhẹ này. 60 để cho này. Mọi người cây này giá 6.500.000 ha. 6.500.000 nha. Rồi, bên đây một cái chiếc rim Trung Quốc nha anh chị các bạn. Cây này là rim Trung Quốc nhưng mà nó đồ của nó là đồ của xe đai rim sàng qua một cây rim Trung Quốc nha. Nói chung là số máy này kia là của Trung Quốc và giấy là giấy Trung Quốc nhưng mà đồ của đai rim hết nha mọi người. Cái này để cho mọi người giá là 5.500.000 thôi. 5.500.000. Chứ thực sự nếu như mà nó là đai rim thì nó cao hơn nhưng mà chất lượng của nó là như đai rim thôi. Chỉ là giấy của nó là giấy Trung Quốc thôi ha. Rồi, ok. Rồi. Bên trong này một cái luôn. Trong này em còn một cái ẹt 50 luôn. Cây này thì để cho mọi người giá 7.800.000 thôi. 7.800.000. Số 83PT. Cây này thì không cần bằng lái luôn ha. Nên là cô chú anh chị mình có ai mà mình chưa thi bằng mà mình sợ công an thì mình chạy xe này. Hoặc là những bạn học sinh thì mình nên đi xe này, bởi vì học sinh mà nếu như mình đi xe 100, 110 là mình sẽ gặp mấy chú áo vàng liền. Đó, ok, đây một chiếc AB này là FI được hả chị? Đúng rồi, xe này mẫu 2010 nha mọi người. Biển số 6039. Cây này để cho mọi người giá 12.900.000 thôi. 12.900.000, rồi. Xe này thì xe nhà ha. Xe nhà không? Xe này của thợ em. Rồi, bên này có một cây phu chờ. Cây phu chờ này biển số 94. Để cho mọi người giá 24.800.000 thôi. 24.800. Xe này là máy zin em hết nha. Dạ. 94 Bạc Liêu bà con nha. Rồi, đây mình còn chị? Em còn cây Novo này thôi. Novo để cho mọi người giá 7.800.000. Và còn 4 cây này thôi ha. Này Novo máy này. Dạ. Cây này em cũng chưa cập nhật nó. Nhưng mà cây này 6 hay 5. Cái đầu đèn á thì nó này giống Novo 6 à. Anh em ha, cái này giống Novo 5 lên giống 6 á ta. Nhìn không ra luôn á. Lạ lạ. Cây này mới lấy về thợ còn chưa kiểm tra nữa. Dạ. Để nhanh cô chú anh chị mình giá 7.500.000 thôi. 7.500.000 bà con ha. Đó, biển số 60B4. Nhưng nó là Novo 6 á. Dạ. Rồi, AB nữa nè chị. AB 2010, biển số 36. Cái này để cho cô chú anh chị mình giá 11.800.000 ha. 36 Thanh Hóa bà con nha. Xe mới lấy về chưa dọn luôn á. Dạ. Rồi. Còn Sirius FI chị, sơn 3D 60 Đồng Nai luôn. Cây này để cho mọi người, cây này để giá 8.800.000 đi nha. 8.800.000. Áo thì dọn rồi. Nhưng mà chưa có giữa này kia, máy móc còn dùng nguyên zin ha. Dạ. Rồi, bên này có một mẫu Blade, biển số 69 F1.
Cái này để cho cô chú anh chị mình giá là 10.800.000. Bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng của bà con nha. Đời cao ha. Dạ. Yeah. Rồi. Mio. Còn một cây Mio, Mio này để cho cô chú anh chị mình với giá 5.900.000 thôi nha. 5.900.000. Áo đẹp, sạch sẽ, liền lạc nha. Máy còn rất là ngon nha. Chờ Mio chị nhỏ em. Này em thấy đợt này nó rất là hot luôn. Chị em nhỏ con hay các bạn nhỏ con á thì lựa chọn form này nhỏ nhẹ. Chắc ra chắc vào nó cũng tiền. Dạ. Giá thì lại thấp. Chị 5.900.000 thôi ạ. Cây SH này thì là chưa bán được tại vì chủ đàm lạc cà vẹt, em đang phải đợi giao cà vẹt, khi nào có cà vẹt em mới bán được ha. Dạ. Rồi, coi như là hôm nay chị em mình cập nhật hết tất cả những cái mẫu xe tại bên kia là xe máy Văn Mạnh cho bà con anh chị mình theo dõi rồi đó. Thì anh chị nào quan tâm thêm có thể liên hệ riêng với chị chủ để chị tư vấn cho ha. Dạ. Rồi chị có nhắc nhở thêm với khách hàng vấn đề nào nữa không? Nếu như mọi người cần tư vấn về hình thức trả góp hoặc là mọi người cần tư vấn về xe, muốn coi video trực tiếp xe thì mọi người cứ nhắn qua số Zalo của em Huệ. Hiện tại Zalo của em Huệ thì nó full bạn bè rồi. Nhưng mọi người cứ nhắn qua em Huệ luôn, nhận và nhận tin nhắn và nhận cuộc gọi của người lạ ha. Nên mọi người cứ rất là thoải mái nhá. Số điện thoại của em Huệ là 0867551139 nhá. Và bên em Huệ thì có hỗ trợ, xin nhắc lại các hình thức trả góp. Có hai hình thức là hình thức trả góp qua cửa hàng. Cửa hàng thì mình phải trả trước hơi nhiều là tầm 70% giá trị xe trở lên. Và bên em Huệ sẽ hỗ trợ cho mọi người là góp 1 tháng không có tính lời. Vài 3 tháng thì sẽ phải tính lời ha. Còn góp qua ngân hàng thì mình chỉ cần có căn cước công dân 18 tuổi, mình không nợ xấu là có thể lên hồ sơ được rồi. Còn nếu như mà mình 20 tuổi thì có thể không cần thẩm định, không gọi điện cho người thân. Trả trước giúp em Huệ tầm 30% giá trị xe sẽ được nhận cả vẹt gốc. Và những dòng xe tầm 10 mấy triệu trở xuống thì bên Huệ có hỗ trợ trả góp giao cả vẹt gốc. Hoặc là hỗ trợ trả góp cho cô chú anh chị mình không cần sang tên đổi biển số. Nếu như mình không thích sang tên, mình cứ để biển số đó mình chạy thoải mái nhé. Cái này là ưu đãi của em Huệ. Em Huệ mới liên hệ với bên ngân hàng và được ngân hàng hỗ trợ. Cái này thì hình như là chỉ có mới có mình bên em Huệ là mới được hỗ trợ gói này. Nên là cô chú anh chị mà mình cần tư vấn thêm thì mình cứ nhắn qua Zalo của em Huệ ha. Thì xe bên em Huệ về mỗi ngày. Thì mọi người cứ cần xe nào mọi cứ nhắn cho em Huệ. Vì nhiều khi trong cái live này là em chưa có quay được. Nhưng mà xe thì về mỗi ngày nên là mọi người cần, nhiều khi xe đó nó có rồi em chưa Huệ chưa kịp cập nhật. Mọi người cứ nhắn qua em Huệ sẽ gửi cho mọi người tham khảo nhé. Dạ. Và bên em Huệ ngoài ra thì có ship xe toàn quốc. Thì như cô chú anh chị mình ở ngoài Bắc giống như em có chia sẻ trong live, ở ngoài Bắc hoặc là mình ở đâu trên toàn quốc thì bên em Huệ đều ship hết. Nhưng mà điều kiện là mọi người phải xem xe trước, mọi người ưng mọi người phải cọc trước giúp em Huệ từ 2 triệu em Huệ mới cho xe đi được nha. Để tránh tình trạng nhiều khi khách đặt cho vui á. Dạ. Nên là 2 triệu đó là để bắt buộc mình lấy xe. Trừ trường hợp ví dụ như mà em Huệ tả xe sai, như cái xe đó là máy đã làm rồi nhưng em Huệ tả là máy zin, mọi người tới mọi người kiểm tra là cái xe đó là máy nó không zin thì là em quay đầu mọi người không mất một đồng nào, mọi người yên tâm nha. Rồi em Huệ sẽ cố gắng cho mọi người tả chi tiết và chính xác nhất. Nên là mọi người yên tâm. Còn nếu như mọi người ở gần á, trong phạm vi gần thì em hỗ trợ cho mọi người tiền xăng xe, nên mọi người cứ qua mọi người coi xem xe và test xe chạy từ xe thoải mái nhé. Rồi đó là những cái thông tin bên cái xe máy Văn Mạnh nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thêm cứ alo về chị chủ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm dõi video nha. Hai chị em xin chào mọi người. Cảm ơn cả nhà.